Vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam đã được phóng thành công cùng với 8 vệ tinh khác tại bãi phóng trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản. Sau khi tách thành công, vệ tinh Nano Dragon sẽ đi vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc trong không gian. Trước đó, lịch phóng đầu tiên được ấn định vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, tuy nhiên đã phải nhiều lần hoãn lại vì những lý do khác nhau như lỗi kỹ thuật hay thời tiết không đảm bảo. Nano Dragon là vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam, là một sản phẩm nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ Made in Việt Nam của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Nano Dragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy, sử dụng cho mục đích tránh bị va chạm hoặc kết hợp dữ liệu để theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Ngoài ra, vệ tinh Nano Dragon cũng được thiết kế để nhằm xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển và xác định tư thế vệ tinh và một máy tính tiên tiến mới được phát triển riêng dành cho vệ tinh cỡ nhỏ. Vệ tinh Nano Dragon dự kiến sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km. Những năm qua không thể phủ nhận hiệu quả các tuyến đường cao tốc trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với bối cảnh ngân sách hạn hẹp thì việc huy động nguồn vốn để phát triển hệ thống cao tốc là điều không hề dễ dàng. Thực tế cũng cho thấy các hình thức đối tác công tư PPP trong xây dựng cao tốc đang gặp nhiều khó khăn về huy động vốn. Đó là chưa kể những vướng mắc trong quản lý nguồn thu, giải ngân thanh toán. Việc bố trí vốn vay thương mại trong nước cho các dự án cao tốc theo hình thức đối tác công tư PPP đang gặp nhiều nút thắt. Trên thực tế, đa số các nhà đầu tư theo PPP và các hợp đồng hiện nay là chuyển đổi từ nhà thầu sang nên năng lực hạn chế, nhất là năng lực tài chính. Song song đó, các dự án trong nước còn chưa khơi thông kênh tài chính quốc tế dẫn đến chi phí vốn trong nước rất cao. Thị trường vốn ở Việt Nam thì thường huy động từ người dân từ vay ngắn hạn mà cho vay của các cái dự án PPP là vay trung hạn và dài hạn. Tư duy đối với các cái dự án PPP là nó theo cái cơ chế tài chính dự án. Có nghĩa rằng người ta sẽ dựa vào cái phương án tài chính và cái dòng tiền ở tương lai của cái dự bản thân dự án đấy để người ta cho vay, chứ không phải là mang cái gì ra để thế chấp. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các hệ thống cao tốc. Theo đó, đến năm 2030, cần đầu tư 9.014 km đường bộ cao tốc với tổng vốn hơn 730.000 tỷ đồng. Đây là một con số quá lớn đối với bối cảnh ngân sách hạn hẹp như hiện nay. Vì vậy, cần thiết phải có những tháo gỡ về mặt chính sách và khung pháp lý trong đầu tư xây dựng cao tốc. Chiều ngày 8 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, nên tỉnh đã thống nhất không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2021. Theo kế hoạch ban đầu, Festival Hoa Đà Lạt năm nay có chủ đề sắc màu, sắc hoa màu nhớ với 10 chương trình chính và 19 chương trình hưởng ứng, cùng 20 chương trình thường xuyên tổ chức. Đây là sự kiện lễ hội được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Lâm Đồng. Tuy năm nay không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt, nhưng địa phương sẽ thay thế bằng chương trình phù hợp, đồng thời chỉnh trang khu vực trung tâm và tổ chức sự kiện với nhiều hoạt động quy mô để chào mừng năm mới 2022.